Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai của Đức Lương, Một tháng trong đời lính của tác giả Huy Văn. 10 giờ, làng Văn Bân đã hoàn toàn bị bỏ hoang từ lâu. Nhà cửa chỉ còn lại nền đất và vườn tược, cây cối không có dấu hiệu được chăm sóc. Tuy nhiên, dấu chân trên đất cát vẫn còn khá rõ, mặc dù một số lớn có dấu hiệu bị xóa đi một cách vội vã. Như vậy, nơi này đúng là căn cứ địa, là vùng bất khả xâm phạm của du kích bấy lâu nay. Chúng tôi đang lục soát thì toán khinh binh bỗng dừng lại. Trung sĩ Nhất Thái trở lại bên tôi và cho biết phía trước có dấu vết của một con đường mòn, hình như đã từ lâu không có người qua lại. Tôi mở bản đồ xác định con đường làng một thời nối Đức Lương với các xã chung quanh, báo cáo với đại quý vương, rồi cho lệnh dừng tại chỗ, chờ trung sĩ cho dẫn tiểu đội khinh binh vượt hàng dậu thưa để tiến dần qua khu vườn lân cận. Đến khi người cuối cùng là Nguyễn Văn Tâm vừa bước theo đồng đội, thì một tiếng nổ vang lên, hất tung tâm súng khỏi mặt đất trong một màn khói bụi dày đặc. Đó là hình ảnh sau cùng tôi nhìn thấy trước khi bị sức nén đẩy té xuống đất. Lúc tôi bật người ngồi dậy, ông Thái quay sang nhìn tôi, nét mặt lo lắng, còn Thanh Mấy thì đang lom khom, vừa ngó giáo giác chung quanh, vừa báo cáo về đại đội. Trong khi đó, Hồ Viết Sành còn nằm dưới đất, chân súng về phía trước. Chẩn quý có sao không? Trung sĩ Nhất Thái run run giọng hỏi tôi. Trong cơn choáng váng, tôi nhìn thấy ông đã không còn cầm súng, mà ngược lại, bàn tay phải đang nắm chặt cánh tay trái. Trên người ông đầy máu, còn trên tay tôi cũng dính một miếng thịt của ai đó không rõ. Nhìn những vết máu đầy đó trên người, tôi không có cảm giác đau đớn, chỉ thấy hơi tức ngực. Đến lúc này, ông Thái mới trân trối nhìn lại cánh tay đẫm máu của mình. Mẹ, sao lạnh quá vậy? Vừa dứt lời nói sẵn là trung sĩ Nhất Thái ngã xuống, ngất xỉu, tay vẫn còn nắm vết thương. Tôi choàng qua gỡ bàn tay phải của ông ra, thì mới hay cánh tay trái chỉ còn nối vào người bằng một miếng thịt nhỏ xíu ở gần vai, ngay dưới nách. Tôi nghiến răng giật mạnh cánh tay ra rồi đắp vội mảnh băng cá nhân vào vết thương. Sau khi giao ông Thái lại cho hạ sĩ bé chích thuốc cầm máu, tôi lật đật ra lệnh cho trung sĩ Đặng Tri dàn toán đại liên của anh ta bên cánh phải, súng chĩa về hướng bìa làng, đề phòng địch quân phản kích. Rồi kéo Thanh Máy và Hồ Viết Sành chạy lên phía trước. Toán khinh binh có 10 người thì đã bỏ cuộc hết năm, nằm bất động hay quằn quại trên xiếc. Trung sĩ Bi và một khinh binh đang lăn xăn lo cho những đồng đội kém may mắn đó, còn mấy người khác thì ngồi ghìm súng về phía trước. Tôi đưa Hồ Viết Sành vào trám tuyến với khinh binh, ra lệnh mọi người gấp rút đào hố cá nhân, báo cáo tình hình với đại quý vương và xin tẩy thương cấp tốc. Sau đó chôn tạm cánh tay của ông Thái trong một hố đào rất cạn, rồi trở lại phía sau xem xét tuyến dàn quân của toán đại liên. Tất cả những gì tôi làm từ lúc lồm cồm đứng lên cho tới lúc này hoàn toàn là do bản năng. Nhìn chung quanh mới thấy tình cảnh chúng tôi thật thê thảm, chưa chạm địch mà đã rụng hết 6 mạng. Chỉ việc lo cho thương binh thôi cũng đã là một gánh nặng. Mọi người đều phơi nắng, không ai dám tìm bóng mát, vì bóng mát là tử địa. Đúng ra, nơi nào trong khu làng này cũng có thể là đất chết. Đâu ai ngờ, bỏ lối mòn phát đường qua hàng dậu mà đi cũng bị vướng bẫy. Cái xấu xui tận mạng đã khiến cho thằng em nhỏ con thấp người vướng chân vào sợi dây bẫy có đầu đạn 155 ly, hơn 1 ký thuốc nổ. Chẩn quý ơi, đừng bỏ em! Trong cơn mê sảng, tâm súng mở mắt gọi tôi. Tay bia số 1 có liên đoàn 12 biệt động quân, bây giờ chỉ còn nửa người phía trên. Hai chân đã biến mất, và vùng hạ bộ chỉ còn là một mớ máu thịt bầy nhầy. Tôi nâng thằng em lên, vừa an ủi vừa đau lòng, lại vừa sợ một cách bâng quơ. Không chịu nổi cảnh thằng em bê bết máu, tôi cởi áo, lót phần hạ bộ của Tâm, ôm gọn Tâm súng vào lòng mà tôi có cảm giác như đang ẵm bồng một em bé. Nắng khô khốc, nắng giữa trưa của một ngày sắp vào hè nung lửa thật tàn nhẫn.
giữa mồ hôi và nước mắt, tôi không biết thứ nào đang chảy dần xuống má của anh em đồng đội khi họ cắm từng nhát xẻng xuống lớp đất cát khô mạnh chung quanh mình. Lạnh quá chừng quý ơi, chắc em chết quá. Mẹ, thằng Bi đâu rồi? Nước, cho miếng nước. Những tiếng rên la trong cơn mê sảng của tâm súng và mấy đứa em vừa được kéo về chỗ trung sĩ Nhất Thái làm tôi thêm đắng cổ. Bỏ tâm súng xuống thì không đành lòng, nên tôi ngồi đó ra lệnh cho thanh máy, hối thúc vụ tải thương, rồi chỉ định trung sĩ Đặng Tri, tiểu đội trưởng Đại Liên, làm phó cho tôi để cùng trung sĩ Bi đông đốc việc đào hố cá nhân và tổ chức phòng thủ. Tôi còn đang lo chỉ nơi dựng phong sâu che nắng cho thương binh, thì có tiếng của hạ sĩ bé. Chẩn quý, nó đi rồi. Tôi nhìn lại mới hay tâm súng đã tắt thở lúc nào không biết. Nhìn ánh mắt thằng em còn mở trừng trừng, như muốn cưỡng lại định mệnh nghiệt ngã, mà tôi muốn khóc. Tiểu đoàn 37 biệt động quân vừa mất đi một cao thủ bi da với đường cơ lạ lướt, và không lần nào dưới 20 điểm mỗi khi chạm bi, ngoại trừ lúc cố tình câu độ, đưa tay vuốt mắt cho thằng em Sài Gòn, mà tôi cứ nghĩ hoài về những lần khoái trá nhìn tâm súng, lần lượt hạ các hảo thủ của Đà Nẵng, dân cũng như quân, trong những lần đọ sức tại các bàn bi da trên đường độc lập. Tôi thở dài, giao sát tâm súng cho hạ sĩ bé, rồi bước qua hai căn lều vừa dựng xong giữa sân nắng, một đòn bánh tét, xác của thằng em Sài Gòn Trịnh Hồng Thanh đã gói sẵn, máu còn tuôn ướt đất, ba khinh binh khác nằm trên dưới đất, nặng nhất là Minh, mới bổ sung hôm qua, bị toát lưng đang nằm sấp trên la từng hồi. Nắng đổ lửa trên đầu, hừng hực trên phong xô, cháy bỏng trên mặt đất. Đã gần 2 tiếng đồng hồ mà trung đội 3 của Nguyễn Thanh Vân vẫn chưa khai thông được 100 thước tự địa. Không trách được hắn, con đường hoang phế đã gần 10 năm, mìn bẫy hay có thể cả hầm trong đầy dẫy. Còn lính thì chỉ có đôi giày sâu và lưỡi lê mà thôi, phải tiết kiệm nhân mạng tối đa. 14 giờ, rồi cũng bắt tay với nhau sau hơn 2 tiếng phá đường, mở lối. Nguyễn Thanh Vân cùng với trung đội phó Y Biết dẫn toán lao công đào binh và hai tiểu đội xuống tải thương, đồng thời đem nước tiếp tế cho chúng tôi. Chỉ vài câu trao đổi là anh bạn gốc Long Xuyên vội vàng theo ông phó của mình đi trở lên đồi. Tôi thầm lo cho Minh, máu đã cầm nhưng xương sống lòi tủy, bốn mảnh băng cá nhân không đủ đắp ngang lưng. Gần 3 tiếng đồng hồ chịu đau đớn, bao lâu nữa thì mới có trực thăng? Máy bay không hề chờ người, chỉ có người sống, cũng như kẻ chết phải sẵn sàng để chờ chuồn chuồn đến bốc. Nhìn lại trung đội mới thấy chạnh lòng, lính âm thầm chịu đựng và chấp nhận mọi hoàn cảnh. Chúng tôi chỉ còn lại 14 tay súng và đang hoang mang khi nhìn chung quanh toàn là bóng dáng của mìn bẫy và thần chết. Chiếc trực thăng kéo tôi ra khỏi trạng thái gần như lạc hồn. Cánh thiên thần đã đến nơi, nhưng sau 3 tiếng đồng hồ chịu đựng đau đớn và mất máu, liệu những người bị thương nặng nhất là ông Thái, Minh và một đứa em tân binh bị gãy chân còn đủ sức để lâm trận với tử thần trên bàn mổ hay không? Tôi choàng tỉnh khỏi cơn chấn động tinh thần ngay sau khi thanh máy cho biết bố già Vương Vũ vừa nhắc tới việc lo cho con cái ấm chỗ để qua đêm. Còn Hồ Viết Sành thì mang tới cho tôi một ca sắt, trong đó là cơm nóng và mít non luộc, cùng với một lát thịt hộp. Thấy tôi nhìn trân trân mấy miếng mít, hắn cười rùi, chỉ tay bâng quơ qua hướng sân kề bên nói ngay. Chẩn quý đừng lo, không có mền đâu, tụi em coi kỹ lắm rồi mới dứt nó xuống, còn có canh dưa hường nữa, em sẽ mang lại ngay. Không thấy đói, nhưng tôi cũng phải ráng ăn cho có sức, và cũng để không phụ lòng của đứa em đệ tử. Vừa nhai, tôi vừa miên man nghĩ về trái đạn đã loại khỏi vòng chiến 1/3 quân số của trung đội. Lại thêm một may mắn vừa đến với tôi, là với hai đứa em đứng kề bên, bốn người đứng cạnh nhau trên khoảng sân trống trải. Chúng tôi vô sự, chỉ có ông Thái bay một cánh tay. Đúng là đạn tránh người, có lẽ là nhờ cả ba thầy trò chưa tới số, hay còn có nguyên do nào khác chăng? 19 giờ, trung đội đóng chốt ngay giữa những miếng đất đã giẫm nát từ ban sáng.
sau một màn xăm soi tất cả những nơi chưa có dấu chân hay có dấu hiệu khả nghi, báo cáo đầu giờ cho đại đội. Một vòng kiểm tra tuyến đóng quân, đặc biệt là chốt phòng thủ hướng về phía sau khu làng chưa được tảo thanh. Nhìn địa thế mà tôi thầm ngao ngán, mặc dù cũng khá ấm thân, vì phía sau có trung đội 2, hướng trên đồi có trung đội 3, bên sườn phía đông có một trung đội của đại đội 4. Mỗi gốc cây là một dấu hỏi, mỗi hàng dậu hay rầu thưa là một gương mặt của tử thần. Không biết ngày mai lệnh lạc sẽ ra sao, chứ nếu như kiểu này thì chắc chắn ngay cả Vương Vũ cũng phải buột miệng chửi thề không chừng. Lót ổ xong là mọi người mệt nhoài, nên không có những cợt đùa cố hữu. Hôm nay lính trầm ngâm hơn thường ngày. Chắc chắn ai cũng đang nhớ lại thảm cảnh của những ngày qua, và nhất là nhớ những đồng đội kém may mắn. Hôm nay là họ, ngày mai sẽ đến lượt ai? Có đúng, đi lính có nghĩa là chờ tới phiên mình bị thương hay tới xấu, như lời ai đó đã nói hay không? Mà thôi, suy nghĩ vẫn vơ hoài chỉ đầy đọa thêm bản thân. Kệ mẹ nó, tới đâu thì tới, lính mà em. Thứ năm, 1 tháng 5 năm 1974, 7 giờ, đêm yên lành trôi, dù rất chậm, cũng may là không bị đám chuột nhắt quấy phá, dù chỉ bằng tiếng loa phát thanh như cả tháng qua. Đêm thao thức để thấy lòng bùi ngùi khi thả tâm trí ngược về những ngày lễ lao động của thời con nít, hít thở bụi phấn trong lớp học và những chuyến rong chơi với bạn bè ngoài Vũng Tàu. Thế giới hồn nhiên của ngày xưa đã không còn. Thay vào đó là trò chơi súng đạn để tự vệ và sinh tồn. Cứ thế mà tôi nghĩ ngợi vẩn vơ, trằn trọc cho đến sáng tỏ. Mọi người đã thức dậy, vài ngụm cà phê và điếu thuốc Melia làm đầu óc cảm thấy dễ chịu hơn. Lại một ngày mới đang bắt đầu, ước gì ngày nào cũng như sáng hôm nay, trời trong nắng hồng, để còn thấy chút hạnh phúc dù rất mong manh vẫn còn hiện diện trong lòng. Chỉnh quý, Dương Vũ muốn gặp. Thanh máy vừa nói vừa đưa tôi ống liên hộp. Bên kia đầu máy tiếng của đại quý vương như muốn nghẹn lại, khi ông thông báo lệnh gom dân trao cho chúng tôi để tiếp tục việc phát quan. Lệnh này do tiểu đoàn ban xuống, nên dù không tán thành, Vương Vũ vẫn phải tuân hành. Chúng tôi nằm tại chỗ chờ nhận người. Cùng lúc đó thì trung đội 3 cũng sẽ từ trên đồi mở rộng con đường mòn tẩy thương hôm qua và khai quang sườn dốc phía Tây, để sau đó bắt tay với chúng tôi ở cuối làng. Còn trung đội 2 thì qua những làng lân cận để gom người và mượn luôn dao rựa của dân để xài, thay vì chỉ có lưỡi lê và xẻng cá nhân, vốn bị hạn chế trong việc phát quan. 11:30, đang ngồi nghỉ mệt thì Lê Văn Hữu dẫn 8 người đến giao cho chúng tôi. Nhìn họ mà tôi than khổ trong lòng, vì ngoại trừ một thiếu niên mặc đồng phục của một trường trung học nổi tiếng ngoài Quảng Ngãi, còn lại toàn là đàn bà con gái. Dụng cụ mượn về chỉ có một cái rựa, 2 cái cuốc và 1 con dao phay. Có còn hơn không? Xài đỡ đi huynh trưởng, nhân lực và vật lực chỉ có bấy nhiêu thôi. Có lẽ vì hôm nay là ngày lễ lao động nên dân làng cũng xả hơi chăng? Hậu nói đùa rồi dẫn lính trở lại tuyến của mình. Còn tôi đứng đó, phân vân không biết phải làm sao. Cuối cùng tôi báo cáo với đại quý vương rồi cho một người có vẻ lớn tuổi nhất ra về và dặn bà ta báo với gia đình những người còn ở lại là chúng tôi bảo đảm 7 người này sẽ được đối đãi tử tế. Vài người lên tiếng phản đối, liền miệng đòi tôi phải thả hết. Tôi chỉ im lặng nghe họ nói, nhìn những ánh mắt âu lo nhưng bất mãn của họ mà tôi cảm thấy buồn bực. Không có bằng cớ đích xác họ là du kích hay giao liên, vì theo lời Hữu thì họ bị gom lúc đang ở ngoài ruộng. Kể 2 cô gái trẻ và em học sinh, các em đó nói là nhân ngày lễ nên từ Quảng Ngãi về thăm gia đình. Nhìn bộ đồng phục của em học sinh mà tôi thấy đắng lòng. Sau cùng tôi cũng phải đi đến quyết định là giao tất cả cho trung sĩ Đặng Tri và trung sĩ Bi để tùy nghi sử dụng. Dù sao thì họ cũng đã ở đây rồi. Nhưng 2 chàng trung sĩ chưa kịp dẫn người đi thì có tiếng mìn nổ lớn trên sườn đồi. Đám dân ngồi thập xuống đất, mắt láo liên, vẻ mặt hớt hải.
Mọi người đều hướng mắt về phía có tiếng nổ. Tôi đưa mắt nhìn thanh máy. Đứa em hiệu thính viên đang nghe báo cáo điều gì đó. Một lúc sau Thanh đến bên tôi nói nhỏ. Ông y biết 110 rồi. Tôi khẽ gật đầu, hối Đặng Tri và Nguyễn Văn Bi dẫn đám dân về vị trí đã phân công, rồi buồn bã nghĩ ngợi về người hạ sĩ quan gốc thượng vừa hy sinh. Vậy là tứ hồng của đại đội 3 chỉ còn lại một mình Lê Văn Trữ, đang làm thường vụ đại đội. Những chiến sĩ xuất sắc từ thời tái chiến Cậu Thành Quảng Trị đến Sa Huỳnh đã lần lượt giả từ vũ khí. Trong hai ngày, hai trung đội phó bị loại một cách oan uổng, một người hy sinh, người kia bỏ lại cánh tay. Trên đồi chắc đại quý Vương đau lòng lắm, và Nguyễn Thanh Vân cũng sẽ buồn không kém, vì bạn vừa mất một người thầy dặn dày kinh nghiệm. Mẹ, tôi bất giác văn tục trong lòng, tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, thật là chán chường gì đâu, nhưng đúng là họ vô đơn chí. Vừa nuốt vội chút cơm và chưa hết bồi hồi vì cái chết của thượng sĩ nhất y biết, thì một tiếng nổ khác từ hướng tiểu đội của Đặng Tri vọng lại. Chạy đến nơi thì đã thấy Bùi Hữu Tùng, đứa em gốc Vũng Tàu nằm bất động, còn Đặng Tri thì mặt mày hầm hầm xỉa xói vào mấy người đàn bà đang ngồi gầm đầu xuống đất, sau đó mới đến bên tôi báo cáo. Mấy con mẹ này chắc chắn biết có mình mà không chịu chỉ. Cứ sớ rớ khiều khiều cho có lệ, nên thằng Tùng tức tối chụp rượu phang, chỉ mấy nhát là nó dính cháu. Mẹ, đám này là dân Việt Cộng đó chuẩn bị. Tôi cũng muốn nổi khùng, nhưng chỉ biết thăng thầm trong lòng và không biết phải hành động ra sao. Giận dữ cũng phải nén, đau lòng cũng phải giấu nhẹm. Hết nhìn hàng rào tới nhìn xác thằng em. Chúng đặt mình dưới đất thì còn có thể trà tìm, gài lựu đạn trên bờ rào thì vô phương. Nhưng lời của trung sĩ Đặng Tri cũng không phải là vô căn cứ. Chúng nó phải làm dấu cho dân biết để tránh. Nếu không, tại sao chỉ một mình thằng Tùng toát ngực? Nhưng làm sao tìm ra? Cũng đừng hòng đám dân này chỉ điểm. Mấy người đàn bà vẫn ngồi nhìn xuống đất, mặc cho Đặng Tri hầm hè bước tới bước lui, lẩm bẩm những câu chửi rủa. Tôi cho lệnh tạm dừng việc phát quan, để mọi người lắng cơn xúc động, rồi kéo Đặng Tri qua phía trung sĩ Bi để bàn thảo riêng kế hoạch đối xử với đám dân, đồng thời cũng để kìm Đặng Tri khỏi nỗi khùng bất tử. 17 giờ, đến giờ này mới có trực thăng, không biết trên kia đại quý Vương nghĩ gì về người thượng sĩ gốc thiểu số ít nói mà chân chất, đã từng vào sinh ra tử với ông bao năm qua, bây giờ đã vào thiên cổ. Riêng phần tôi cũng quặn lòng vì 7 người mới nhận về hồi Tết, giờ chỉ còn lại sân quán, một tâm hồn rất Sài Gòn. Nhìn đám dân đang hậm hực ngồi im lặng bên nhau mà thấy ngao ngán cho tình cảnh của chúng tôi, giữ họ để phát quan thay lính thì thật là tàn nhẫn vì quá nguy hiểm. Thả bọn họ về thì tôi không có đủ thẩm quyền. Mẹ, tôi lại chửi thề trong lòng, bố Vương nói đúng. Thà đụng chính quy chứ còn rà mìn hay truy lùng du kích thì chỉ từ chết tới bị thương, thật là nhức óc. Nhức óc cũng phải cắn răng mà chịu, vì tôi được lệnh là phải giữ dân lại qua đêm, ngày mai tính tiếp. Lại một phen gom gạo, nhường phong xô, đào thêm hố, lại một màn hăm he lính mẻ răng, vì ngại họ quấy nhiễu một cách sàm sỡ những người đàn bà, nhất là hai cô gái trông khá mặn mòi. Vốn là nam châm thu hút ánh mắt hao háo và những bông lân cợt đùa, chọc ghẹo của lính từ sáng đến giờ. Câu nói quân và dân như cá với nước, nghe thật khôi hài làm sao, dân nào thì không biết, chứ những người dân chuẩn bị qua đêm ngay trong tuyến đóng quân của chúng tôi thì khác. Nếu được, có lẽ họ sẽ sơ tái chúng tôi là cái chắc, nhưng vẫn có một điều khó hiểu. Đó là bắt dân vào bãi mìn để khai quang thì làm sao gọi là bình định an dân cho được. Chẳng lẽ cấp trên của chúng tôi không biết hay sao? Thật đúng là nhức đầu. Thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 năm 1974, 8 giờ. Hai ngày qua, quân và dân sinh hoạt chung với nhau mà cứ như nước với lửa. Hai ngày mệt óc vì những lời mắng vốn và thư gửi của mấy người đàn bà con gái. Về chuyện lính tráng đã có nhiều hành động và lời nói không đẹp với họ. Hai ngày trần thân vì vừa trấn an dân, vừa vuốt ve tinh thần của lính làm tôi mệt nhòi tâm trí.
Việc phát quan chỉ làm cho có lệ nên không ai bị gì. Tình hình an ninh cũng lắng dịu. Có lẽ là nhờ chúng tôi đang có con tin trong tay. Yên tĩnh hoàn toàn. Niềm vui chợt đến khi vừa nhâm nhi xong cà phê sáng. Thanh máy báo tin, đại quý vương cho lệnh thả người và ngưng công việc phát quan để chuẩn bị bàn giao vị trí cho một đơn vị địa phương quân. Thời gian sẽ cho biết sau. Lính khoan khoái ra mặt khi nghe tin đổi quân. Một tháng chơi trò hú tim trong vùng tử địa đã quá đủ, nếu không muốn nói là quá dài. Lệnh đổi quân đến thật đúng lúc. Chúng tôi cần thay đổi không khí vì đã quá căng thẳng trong suốt thời gian vừa qua. Nhìn quanh tuyến đóng quân mà tôi thấy thương đồng đội và thương cả chính mình khi mạng sống chỉ biết phó mặc cho may rủi. Sống chết là chuyện thường tình trong đời lính, nhưng chết vì mình thì thật lãng xẹt. Mà thôi, đằng nào thì trò chơi đẫm máu này cũng đã chấm dứt. Đức lương sẽ trở thành kỷ niệm, một kỷ niệm đau lòng, với hình ảnh của những chiếc giày sâu thận trọng thả từng bước chân âm thầm trong tử địa. Tác giả Huy Văn. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.